Rồi. Trong lúc mà đợi hai bạn thì lại tóm tắt lại ít lý thuyết nhá. Đấy. Tóm tắt lại cho nhớ thôi nhá. Chúng ta học về trị đối đúng không? Trị đối của một số A. Trị đối số A. Đó. Nó sẽ bằng A. Bằng A. Trong trường A lớn bằng 0. Đúng không? Và nó bằng âm A trong trường A nhỏ hơn hoặc bằng bằng 0. Được chưa? Đó. Các bạn sẽ thắc mắc là tại sao đây dấu bằng với dấu bằng không sao, bởi vì 0 thì 0 và trừ 0 nó vẫn là thế nhá, không ảnh hưởng. Và trị tuyệt đối thì luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Lớn bằng 0. Đấy. Tiếp này. Trị tuyệt đối của A. À rồi, cái này đi. Trị tuyệt đối của một số x bằng a nhỏ, bằng a nhỏ, a nhỏ với điều kiện a lớn bằng 0. Với trị đối phải lớn hơn bằng 0, a nhỏ bằng 0 là không có nhá. Thì các con sẽ suy ra x bằng cộng trừ a. Đó, x bằng cộng trừ a. Chưa? Tiếp. Trị tuyệt đối của một số x bằng trị tuyệt đối của số y. Đúng không? Đó, thì chúng ta sẽ phải có x bằng cộng trừ y nhá, x bằng cộng trừ y. Vài cái tóm tắt như vậy nhá, thầy cứ để đây. Còn tóm tắt gì nữa nhỉ? Thế rồi. Hết rồi đúng không? Đấy, thì còn hôm nay thầy sẽ có vài cái nữa thầy sẽ ghi đây nhá. Chắc đủ rồi em nhỉ, đúng không? Hai bạn. Rồi, thầy chữa qua bài tập về nhà tí nhá. Đó. Rồi, bài này bỏ qua đúng không? Các con làm đều làm được, con bạn nào chưa làm được bài này không? Con làm được không? Làm được chứ đúng không? À, cái này chữa rồi nhỉ? Hai đồng chí thì bằng không đúng không? Đấy. Cái này bằng không thay vào là ra nhá. Đây, có bài này. Có bài này. Bài này thì thấy các con là thấy là ba trị đối này đều là các số không âm đúng không? Nên tổng nó làm sao? À, tổng cũng lớn hơn bằng 0, đúng chưa? Mà nó lại bắt mình bằng nhóm bằng 0, có thấy vô lý không? Vậy nó phải bằng gì? À vậy ba thằng này phải bằng không đúng không? Đấy, vậy cái này là nó sẽ tương đương việc là dấu này con làm quen dần nhá, dấu và đúng không? Dấu và tức là phải thỏa mãn đồng thời nhá, được chưa? Đó, và từng thằng này bằng không nên x bằng 1/10 12 đúng không? Y bằng 1/25 và z bằng 14/3. Rồi, thầy chữa nhanh bao tập về nhà nhé. À, thầy chụp được. Đấy, bây giờ thầy sẽ có một vài cái tóm tắt lý thuyết nữa như này. À, phần này các con ghi cho thầy nhá. Trị tuyệt đối của tích AB thì sẽ bằng trị tuyệt đối của A nhân trị tuyệt đối của B. Được chưa? Đấy. Trị tích AB bằng trị A nhân trị B. Ví dụ như này. Ví dụ trị tuyệt đối của 3 x nhân y cộng 1. Đấy, thì chúng ta có thể tách thành trị tuyệt đối của 3 nhân trị tuyệt đối của x và nhân trị tuyệt đối của y cộng 1. Đúng không? Trị tuyệt đối của 3 là 3 nhân trị tuyệt đối x và nhân trị tuyệt đối của y cộng 1. Nhá. Đấy. Mà đã nhân có thì chia phải có, đúng không? Trị tuyệt đối a trên b. Tất nhiên là b nó phải khác gì? Khác 0, đúng không?
A trên B thì bằng trị đục của A chia trị đục của B. Thêm một cái nữa nha. Trị đục của x nhỏ hơn hoặc bằng một số A. Ví dụ nhỏ hơn bằng 3 hay bằng 4 bằng 5 ấy, hôm trước mình học đấy đúng không? Đấy. Ở đây A nó phải lớn bằng 0 nhá, đương nhiên A phải lớn bằng 0, đúng không? Đó. Thì chúng ta suy ra x nhỏ hơn bằng lớn bằng gì nào? Bạn nào nhớ? Phương Mai nào? Phương Mai nhớ đoạn này không? Phương Mai. Alo. À, con nói đi. Ờ, Phương Mai nữa, Phương Mai nói nào. Con nhớ không? Đấy. Ờ, bé bằng gì? Bằng gì? À, đây, thầy lấy một ví dụ trước nhá. Ví dụ trước nhá. Ví dụ trị đối của x nhỏ hơn bằng một số 3. Đúng không? Đó. Thì x nhỏ bằng gì, lớn bằng gì nào? Bằng 3. Lớn bằng gì? Âm 3. Đúng chưa cả lớp? Nhá. Đấy. Thì cái này các con sẽ hình dung, sau này không nhớ các con sẽ hình dung đây này. Đây là trừ 3 này. 3 này. Đúng không? Đó. Thì không nằm ở đây, đúng không? Tất cả các số từ âm 3 đến 3 thì khoảng cách tới 0 nó đều nhỏ hơn hoặc bằng 3. Được chưa? Đấy nhá. Đúng 3. Với cái này nhỏ hơn bằng A và lớn bằng âm 3. Chưa? Giá trị đối là khoảng cách từ điểm đó đến 0 nhá. Muốn nhỏ hơn 3 thì phải nằm trong này. Thế còn nếu muốn lớn hơn 3 thì nó phải nằm ngoài. Được chưa? Thế vậy chúng ta lại có trị đối của x lớn hơn hoặc bằng A. Lớn bằng A. Ở đây mình A lớn bằng 0 nhá. Thì chúng ta phải có là gì? Nào, bạn nào đoán được cái này? Cái này hôm trước thầy chưa nói. Bạn nào đoán được x như thế nào nào? Thảo. Giáp Thảo, đoán nào. Thảo ơi. Đó, thì thầy lại với lấy ví dụ nhá. Trị đối của x lớn hơn bằng 3. Được chưa? Lớn 3. Nào, ai biết nào? Thì x như nào nào? Con, thầy với con. X lớn hơn bằng 3 hoặc âm 3. Đúng chưa lớp? Nhá. Bạn nãy mình thấy này, nó nằm từ trừ 3 đến 3 thì trị tuyệt đối của nó nhỏ hơn bằng 3 và nó nằm bên ngoài thì lớn hơn hoặc bằng 3. Nhá. Cái này dần dần sẽ nhớ, chưa nhớ ngay đâu. Nhá. Còn khi chúng ta không nhớ, chúng ta vẽ thầy cái này. Đúng không? Muốn lớn hơn 3 thì phải nằm ngoài. Đúng không? Nằm ngoài tức là lớn hơn 3. Như chỗ này này, hoặc này. À, nằm bên này cũng được. Hoặc nằm bên này cũng được. Nhá. Đó. Vậy ở đây nó phải dấu hoặc x lớn hơn bằng A hoặc x nhỏ hơn bằng âm A. Chưa? Nào, cái phần này các bạn nào chưa rõ không? Thế như này thế nào? Như này thế nào? Trị tối của x cộng 5 lớn hơn bằng âm 5. Nào. Ta suy ra gì nào? Đố bạn nào biết? Tìm x để cái này. Tìm x để trị tối x cộng 5 lớn bằng âm 5. Sao con? Đó, thì thầy đang đặt vấn đề là nếu thế này thì sao? Con hiểu không? Vậy không? Không phải âm vậy. X kìa, x không có hả? Thật không? Thầy cho x bằng 1 tỷ nhá. 1 tỷ cộng 5 là 1 tỷ lẻ 5 đúng không? Trị đối 1 tỷ lẻ 5 là 1 tỷ lẻ 5 thì đương nhiên lớn bằng âm 5 rồi. Vậy có x đúng không? À đúng rồi, mọi trường hợp. Vì sao?
cái thằng này đương nhiên lớn bằng không rồi, đúng không? Đúng không, thằng này lớn bằng không không? Lớn bằng không thì đương nhiên lớn bằng âm 5 rồi. Vậy là nó dấu này dấu gì nhỉ? Mọi x. Yeah. Nhá, chứ không phải là không có x nhá. Ngày xưa thầy học thầy nhầm thấy không sao cả nhá. Mọi x. Mình cứ tưởng thấy nó lạ lạ. Đây là còn trong trường hợp này là với a lớn bằng 0 thì mình có cái này, còn a nhỏ hơn bằng 0 thì đương nhiên mọi x rồi nhá. Chưa? Nó kiểu như này này. Ví dụ bài này tìm x y z để cái này lớn bằng 0 này nhá. Thì đương nhiên mọi x y z rồi. Đúng chưa? Nào, thêm một trường nữa như này. Trị tuyệt đối của x trừ 7 lớn hơn 0. Nào. Đố bạn nào biết. Ai biết cứ mở mic nói luôn nhá. X lớn 7 đúng không? X lớn 7 đúng không? Không phải từ 8 nhé, 7,5 không phải 8 đâu, đúng chưa? Đấy, chúng ta đã học số hữu tỉ rồi mà. À, số phân số rồi mà nhá. Đúng chưa? Số hữu tỉ phân số học rồi. Lớn 7 á? À? Ai đồng ý, ai có đáp án khác không? Hả? Thầy vừa nghe một bạn nói đấy, nó lại thầy nghe nó là gì? Ai nhỉ? À, Quý Hải. Rồi, một bạn nói x lớn 7 nhá. Thầy cho x bằng 3. Trị tuyệt đối của 3 trừ 7 bằng mấy? Âm 4 hay bằng 4? 4 có lớn không không? Có. Thế vậy không phải là không phải là x lớn 7 nhá. Rồi, như Quý Hải nói rồi, x khác 7. Vì sao? Cái thằng này này lớn bằng 0, đúng chưa cả lớp? Nhưng họ lại bảo mình lớn hơn 0. Thế vậy nó chỉ cần khác không thôi, đúng chưa? Đó, được chưa nào? Đấy, ở đây mình nhìn thấy này, từ 0 này nhá, lớn hơn 0. À, lớn hơn 0. Đó, vậy là nó phải khác 0, tôi đã bỏ điểm này ra này, đúng chưa? Đấy, vậy là cái này tương đương với x trừ 7 khác 0 nhá, tức là x khác 7, đúng nào? Đó, thì cái này là hơi lạ một chút nhá. Ok, à, em chụp anh. À, trong sau này có những bài tập nó sẽ mình sẽ nhắc lại cái này, mình sẽ nhớ thôi. Hôm trước mình làm bài này chưa nhỉ? Chưa đúng không? Nào, các con làm cho thầy bài này. Tìm giá trị. Đấy, hôm trước là chúng ta có những cái bài toán tìm x để trị đối bằng gì rồi, đúng không? Đấy, như đây là tìm giá trị nhỏ nhất của cả biểu thức này. Tức là nhỏ nhất khi nào? Ừ. Sao con? Thầy đọc tên hiệu trước đó thì dễ ghi rồi. Rồi, thầy viết lại nhá. À, mình tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A, đúng không? Đấy, con đặt luôn A đi. 4x trừ 7 phần 13 trừ 5 bên ngoài. Nhỏ nhất. Nhỏ nhất. Đấy. Cái dạng này đầu tiên thôi, như thầy muốn các con cứ tự nghĩ một tí nhá, xong thầy sẽ hướng dẫn. Ờ, nhắn cho thầy luôn đi, nhắn nhá. Nói lộ mất. Nhắn gì hả thầy? Nhắn, ừ, thầy nhắn tin như mọi khi ấy.
ba phiếu à? À đây trùng nhau. Nào. Này thì lại không mang kính là phải. Thế cứ quên để xe. Có ra chưa? Có ra chưa? Rồi, thì thấy một số bạn như Chí Kiên này, Minh Hoàng làm ok đấy. Rồi, thầy hôm nay cái bài này bài đầu tiên chúng ta làm đúng không? Thầy sẽ hướng dẫn mẫu bài nhá. Được chưa? Nào, Chí Kiên nào, Chí Kiên thử nói thầy nào, Kiên. Đúng không? Chúng ta thấy là đúng rồi. Chúng ta thấy là tất cả cái này có phải lớn bằng không không? Đúng chưa? Đúng không? Cả lớp lớn bằng không không? Đấy. Lớn bằng không. Do đó biểu thức A sẽ lớn bằng 0 trừ 5. Mà 0 trừ 5 tức là bằng âm âm 5. Được chưa? Đó. A lớn hơn bằng âm 5. Vậy đúng nhỏ nhất bằng âm 5 không? Đúng không? Đấy nhá. Giống như trong lớp chúng ta ấy, bạn mà tất cả các bạn đều có chiều cao, đúng không? Chiều cao lớn hơn hoặc bằng 1,2 mét, đúng không? Đấy, lớn bằng 1,2 mét nhé, được chưa? Đấy. Trong tất cả các chiều cao này, chiều cao đây đó, thì cái 1,2 mét này. Đấy. 1,2 mét thì đúng là đây nhỏ nhất không? Đúng không? Đó thì đây nhỏ nhất, min nhỏ nhất. Được chưa? Thế vậy từ đây chúng ta sẽ thấy là A nhỏ nhất là bằng âm 5. À, đoạn này cả lớp hiểu chưa nào? Đúng không? Vậy là ở đây chúng ta sẽ thấy là thầy viết tắt đoạn này nhé, giá trị nhỏ nhất của A là hoặc bằng nhé, âm 5. Đó. Nhưng mà chúng ta phải tìm khi nào bằng âm 5 bạn nhé, nó phải có khi nào bằng âm 5 cơ, đúng chưa nào? Nó giống như là các bạn bạn thấp nhất lớp chúng ta là 1,2 mét thì chúng ta phải chỉ ra được cái bạn đấy cơ, đúng chưa? Còn nếu không bạn nào 1,2 mét mà chúng ta lại bảo lớp chúng ta bạn thấp nhất 1,2 mét là không đúng, đúng chưa nhá? Vậy là chúng ta phải chỉ ra khi nào, đúng không? Khi đấy, các con xem là nào, cái này bằng âm 5 khi cái này bằng bằng 0, đúng không? Đấy, khi 4x trừ 7/13 bằng 0. Đó. Tức là bằng là suy ra x bằng, đúng không? Chuyển vế và chia 4, đúng không? Bằng 7/13. 7/13 chia 4 để làm tắt luôn nhé, là 7/50. Đấy. Đấy thì làm mẫu bài nhá. Đó, chúng ta phải nhớ là chúng ta phải chỉ ra khi nào nhá. Khi nào? Ok, cả lớp hiểu chưa? Dễ không? Dễ đúng không?
Đấy. Thế bây giờ thầy có một ví dụ này, một ví dụ khác như này. Ví dụ cái giá trị nhỏ nhất này thì là người ta có thể gọi là min, không? Giá trị lớn nhất là gì? Max, đúng không? Nhớ bị viết tắt tí nhá. Ví dụ là các con tìm cho thầy giá trị nhỏ nhất của trị tuyệt đối của x bình phương cộng 5. Đấy. Thì trong trường hợp các bạn bảo nó nghe lớn bằng 0, đúng không? Đúng lớn bằng 0 không? Lớn bằng 0 nhá. Đấy, trong trường hợp thôi nhá. Đấy. Thì chúng ta kết luận là giá trị nhỏ nhất min, đây là biểu thức B, min B bằng 0. Bằng 0. Có đúng không? Chưa chắc, đúng không? Chúng ta phải xem là bằng 0 khi nào? Khi x bình phương cộng 5 bằng 0. Cái này vô lý không? Không tồn tại x, đúng chưa? Đó. Nên là nếu mà làm thế này là bị nhầm nha. Nhầm. Đấy, thì để thầy lưu ý là chúng ta phải chỉ ra khi x bằng bao nhiêu cơ, đúng chưa? Nhá. Còn tất nhiên bài này giá trị nhỏ nhất nó bằng bằng 5, đúng không? Bằng 5 nhá. Bởi vì là x bình phương lớn bằng 0 mà, nên cái trong này lớn bằng 5. Nên trị đối lớn bằng 5, vậy giá trị nhỏ nhất bằng bằng 5. Đấy, còn chúng ta nhìn nhanh chúng ta thấy lớn bằng 0 nhưng mà nó thực ra nó không phải xảy ra có bằng được, đúng chưa? Làm thêm bài này. Stop. Bài trên đã. Bài này tương tự rồi nhá. Thì bỏ qua. Đó là bài này. Đấy. Bài này thì như bài trước nó không có phân số đúng không? Bài này là có biểu thức dạng phân số. Hôm qua Thanh thầy hướng dẫn đi xong về làm được không? Làm được đi.
Thế Vinh xem lại rồi nhá. Chí Kiên tác thảo đúng rồi. Minh Khang, Gia Hưng thử xem lại của thầy xem là có dấu bằng xảy ra hay không, đúng không? Phương An nhé, Đắc Thắng ok. Trọng, à Trọng Nghĩa của câu trước. Phương An xem lại của thầy. Các con nhớ cái bài toán là tìm x nguyên để biểu thức nguyên không? Đúng không? Tìm x thuộc z để ví dụ 2x trừ 1 trên 2x cộng 3 thuộc z đấy. Đấy. Đúng không? Thì ta sẽ biến đổi biểu thức này giống như cách làm bài này. Đó. Các con phải biến đổi ra dạng một một số đúng không? Một số A cộng với một số B chia 2x cộng cộng 3. Đấy, sau đó 2x cộng 3 là ước của B. Nhớ chưa? Đấy, thì bài này biến đổi tương tự như vậy. Để chúng ta đưa về dạng chỉ có tử số hoặc mẫu số thôi nhá. Chữ x. Đưa về dạng ví dụ ban nãy của thầy. Đấy, thầy gợi ý đi, chúng ta làm tiếp nào. Bạn nào ra âm 1 phần 3 là đúng nhá. À quên, không sao. Ai mà đúng nhiều tí thì hỏi cách giải. Nhìn như tí phải nói được cách giải cơ, còn đoán thì Quý Hải ngắm lại cho thầy nhá. Nào, một đoạn biến đổi thầy bước 1 đã nhé. Biến đổi thầy Minh Khang nào. Biến đổi cho thầy về dạng để chúng ta chỉ chứa x ở mẫu số thôi. Nào, Minh Khang. Để thầy là B nó sẽ bằng 2 nhân x trừ 1 trên 2 nhân x cộng 3. 2. 2 x trừ 1 hay 2 trị đối x trừ 1? Đầu bài là trị đối chứ. Đúng không? Nó có làm sao để xuất hiện dạng này? À tức là con xét trừ x lớn bằng 0 đúng không? Rồi. Nếu xét lớn x bằng 0 nhá. Thì p bằng 2x trừ 1 trên x cộng 3 đúng không? Rồi, con biến đổi tiếp nào nữa? Sẽ bằng 2x cộng 3 trừ 4. À rồi, 2x cộng 3 đúng không? Trừ 4 chia cho 2x cộng 3. Đó, cả lớp nhớ lại cách biến đổi chưa? Xong mình lấy cái này chia này đúng không? 2x cộng 3 chia 2x cộng 3 thì bằng 1 trừ 4 chia cho 2x cộng 3. Đấy, các bạn nhớ cách biến đổi này chưa?
Đấy, các lớp nhớ chưa nào? Đó. Ok, thầy hiểu Minh Khang rồi. Tức là Minh Khang xét đầu tiên là x lớn bằng 0 thì chúng ta được cái này, đúng không? Sau đó x nhỏ bằng 0, đúng không? Đấy, là cách Minh Khang nhá. Nhưng mà theo thầy là mình xét x âm hay dương để sau. Đây, mình biến đổi luôn, biến đổi luôn. Mình coi như cái x này giống nhau, coi như y đi. Thì có phải là 2y trừ 1 trên 2y cộng 3 không, Khang? Đúng không? Đúng chưa? Thế vậy là mình không cần xét âm dương, mình cứ làm lại nhá. Thì cái này bằng 2 trị tối đuổi x cộng 3 trừ đi 3 rồi trừ đi 1 thành trừ 4 chia 2 trị tối đuổi của x cộng 3. Đúng chưa? Đó. Sau mình cũng chia bình thường ra. 2 trị tối đuổi của 3 chia bằng 1 trừ 4 chia 2 trị của 3 cộng 3. Đó, đúng chưa? Đấy. Thì lúc này Minh Khang sẽ xét âm dương x âm hay dương hay bằng 0 sau nhá. Thì nó đỡ phải làm lại cái bước này, được chưa? Đó. Đó. Nhưng đến đây thì là chúng ta có cần xét âm dương không? Thì các bạn xem này. Bây giờ phân tích nhá. Chúng ta thấy là 2 trị tối đuổi x lớn bằng mấy nào? 2 trị đối x cộng 3 lớn bằng mấy? Lớn bằng đúng rồi. 2 nhân 0 cộng 3, đúng không? 2 nhân 0 cộng 3 và bằng 3. Đó, bằng 3. Thế thì lớn bằng 3. Lớn bằng 3. Đấy. Tức là lớn bằng 0, lớn 0 nhá, thì chúng ta sẽ có này. Chúng ta học so sánh phân số từ lớp 4, lớp 5 rồi, đúng không? Mẫu số càng lớn thì phân số, khi hai phân số cùng tử số, đúng không? Mẫu số càng lớn thì phân số càng càng nhỏ. Đấy. Sau đó, ở đây chúng ta sẽ được là 4 chia cho cái này. Đó, so sánh với 4 phần 3. Nhỏ bằng lớn bằng mẫu lớn bằng, nên cái phân số này phải nhỏ hơn hoặc bằng. Đó, chỗ này có con hiểu chưa nào? Hân hiểu không Hân? Đấy nhá. Lớn bằng 3 nhá. Nên 4 chia này lớn nhỏ bằng 4 phần 3. Hai phân số có cùng tử số. Mẫu số càng lớn thì phân số càng nhỏ. Và phải đúng trong trường hợp là mẫu số là số dương nhá, mẫu số dương. Rồi. Thế vậy là chúng ta được cái này rồi nhá, nhìn chưa? Tức là chúng ta bóc dần dần, đúng không? Đây. Bóc đồng chí này xong lại bóc tiếp 4 trên. Đấy. Xong bây giờ đến đây. À, cái này nhỏ hơn nên là 1 trừ đi. Thì phải lớn bằng hay nhỏ bằng? Nào, lớn bằng nhỏ bằng? Đấy. Lớn hơn bằng. Ví dụ như là 3 nhỏ hơn 5, đúng không? 3 nhỏ hơn 5. 6 trừ 3. 6 trừ 5, đúng không? Thì lại lớn hơn nhá. Đó. Được chưa? Thì cái này phải lớn hơn hoặc bằng. Đó. Vậy chúng ta được là P lớn hơn hoặc bằng. Quy đồng lên, đúng không? Trừ 1 phần 3. Lớn hoặc trừ 3, vậy giá trị nhỏ nhất là trừ 1 phần 3. Ta kiểm tra xem dấu bằng không? Ta nhìn đây, đây, mình vừa có đánh giá từ đây, đúng không? Đánh giá từ chỗ này. Được chưa? X lớn bằng 0, thì rõ ràng dấu bằng xảy ra khi x bằng 0. Vậy chúng ta kết luận là min P bằng trừ 1 phần 3 khi x bằng 0. Nha. Ừ, Nam nói đi. À, có được không đúng không? Ừ. À, rồi. Triệu tiêu tức là chia trên này còn trị tối x trừ 1 chia tối x cộng 3. Ý con thế đúng không? Triệu tiêu 2 này gì? À, không không triệu tiêu được nhá. Trừ này, trừ ghi 2 này. Chia tiêu tức là phải trên tử và mẫu nó phải chứa thừa số 2, đúng không? Đấy. Thì 2 trị tối x trừ 1. 2
trị từ x trừ 1 là khác nhau, hiểu không? Đó, nên không triệt tiêu được nhá, được chưa? Đấy, tương đối nhiều bạn đúng rồi đấy, trừ phần 3. Nào, còn ai chưa hiểu không? Cứ mạnh dạn hỏi thầy luôn đi. Đấy, sau này nó là những cái bài toán như này là những bài toán là tìm giá trị lớn nhất, tìm giá trị nhỏ nhất, và nó trong cái chuyên đề là bất đẳng thức. Không, bất đẳng thức là phần tương đối khó. Đấy. Đây thưa ba, thầy lưu ý cho con cái phần, một cái phần này hơi chúng ta nhắc lại này nhá. Ví dụ là trừ 3, các con thấy nhỏ hơn 3 không? Có đúng không? Đây chúng ta xem 4 chia trừ 3 có lớn hơn 4 chia 3 không? Có lớn không? Đây, tức là theo nguyên tắc này đúng không? Số này mẫu số lớn hơn 3 nên phân số nhỏ hơn. Đây, nhỏ hơn nên đây lớn hơn. Mà thấy đúng không? Âm sau lớn hơn dương được đúng không? Đấy, nếu con lưu ý này, vì sao? Vì đây nó chưa số âm này nhá. Nó chỉ đúng khi mẫu số dương thôi, các con hiểu không? Đấy, dương này chính thế, thầy có thêm đoạn dương này. Cả hai mẫu số đều dương thì mới đúng nhá. Đúng chưa? Cả hai mẫu số đều dương thì đúng. Còn như này này. Trừ 3 nhỏ hơn 3, đúng không? Nhân 2 vế với 2, nhân 2 vế với 2, à, nhân 2 vế với âm 3 nhé. Âm 3 nhân âm 3 thì có nhỏ hơn âm 3 nhân 3 không? Không, không, đúng không? Đấy. Nên là chúng ta lưu ý là chúng ta chỉ xét trong trường hợp là dương thôi, đúng không? Ở đây là nhân với âm là thấy nó sai này, được chưa? Dần dần sẽ có những cái bài toán kiểu như này, thầy nói dần dần thôi nhá. Mỗi hôm nói tí chúng ta sẽ nhớ. Rồi. Về đến một dạng bài toán nhẹ hơn một chút này. À chết. Đây, vừa để sau. Đây. Đổi gió tí, ôn lại cái phần phương hữu tỉ nhá. Chứng minh tồn tại ít nhất 29 số âm. Đúng nhỉ? Nó ở trong những cái bài toán hôm nọ là chứng minh tích âm ấy, xong lại tính tích âm đúng không, kiểu này. Ở cái buổi trước nữa, chín số âm. Có tổng là cho bất kỳ ba số nào có tổng số âm. À đúng rồi, nó phải có file này thì sau khi là để giáo viên biết là cái bài nào có cho cái nhà tiện. Tiện. Nên phải
in ra cái file đấy. Không có. Đây phải để. Phải nào có phải có chữ GV đây. Ừ, để nhiều cái các số rồi các comment. Nay ra cứ nhắn cho thầy một câu nhá. Bài này một dòng thôi. Một dòng thôi. Gợi ý đấy nhé, một dòng thôi. Nhìn đây thôi nhưng không khó tí nào. Nó sẽ làm chúng ta bị, nó có cái từ này, ít nhất này, nó làm chúng ta bị rối đúng không? Hơi rối một chút. Chưa ra. Thế Hải ra chưa? Thế Hải rồi à? Thảo, Giáp Thảo ra chưa? Thế Hải. Thế Hải chưa đúng không? Rồi nghĩ tiếp nhá, kiên trì nghĩ đi. Đó. Ừ. Đấy, thế thấy Đức Thắng nhắn rồi chưa đến một dòng. Ngày xưa thầy học có những bài toán khó nghĩ mãi không ra, những bài tập về nhà nhá. Ngày xưa có thầy học cho nhiều bài tập về nhà lắm. Mình đi vào bồn tắm mình nghĩ mà. Thầy vẫn nhớ là có bài ra. Tức là mình nghĩ ra hướng rồi, con hiểu không? Không vẫn để ra nháp. Đấy. Hoàng Anh ơi, Hoàng Anh chứng minh tồn tại không ấy? Tồn tại 29 số âm nhá. Chứ không có tồn tại nhá. Tồn tại ít nhất 29 số âm. Để gợi ý các bạn nhé, nếu không tồn tại ít nhất thì sao? Đấy, chúng ta làm ngược lại, thì tồn tại nhiều nhất là bao số âm? Nếu không phải ít nhất 28, 29 số thì nhiều nhất là bao số? Đấy, cái chỗ này chúng ta suy luận nhá. Đấy, nếu không tồn tại ít nhất 29 số thì sẽ tồn tại nhiều nhất bao nhiêu số? Tức là 31 số. Ừ, 31 á? Không phải. 30 không phải. Cái này là hơi chỗ phần suy luận nhá. Đây. À, nếu nhá, nếu. Các bạn con này nhỉ. Ít nhất 29 số âm. Thế nếu mà ngược lại của nó là gì? Là nhiều nhất bao nhiêu số âm? 29. Hai mấy?
Không phải 29. 32. Không phải 32. Nào, đấy các con suy nghĩ đoạn này. Đoạn này liên quan đọc hiểu văn đấy nhá. Tiếng Việt đấy. Ngược lại ít nhất 29 là gì? À ví dụ như này nhá. À, chúng ta để lấy ví dụ nhá. Ví dụ chúng ta có bảng điểm, chúng ta 1 2 điểm này. 1 2 3 10 đúng không? Đấy. Lấy điểm chẵn nhá. Thấy chưa? À. Điểm bé nhất à, điểm cái gì nhỉ? Tồn tại này. Tồn tại 4 điểm. 4 điểm 10, ít nhất 4 điểm 10 nhá. Ít nhất 4 điểm 10, được chưa? 4 điểm 10. Tồn tại ít nhất 4 điểm 10. Thế ngược lại tồn tại ít nhất 4 điểm 10 là gì? Là tối đa bao nhiêu điểm 10? Tối đa bao nhiêu các bạn? 3 chứ. Đúng không? Đúng không? Đúng chưa? Ít nhất là 4 nhá. 4 này. 3. Đấy, lớn bằng 4 này. Lớn bằng 4 này. Thế vậy là ngược lại của nó là cao nhất là 3. Nào, con hiểu cái này chưa? Chỗ này là hơi khó hiểu một chút. Các bạn phải tư duy một chút nhé. Ở đây, tồn tại ít nhất 29 số âm. Thế vậy ngược lại của nó là nhiều nhất là 28 số âm. Đúng không? Nhiều nhất 28 số âm nhé. Vậy chúng ta giả sử là nếu, đúng không? Có nhiều nhất 28 số âm. Đấy. Nhiều nhất 28 số âm. Nào, nếu nhiều nhất 28 số âm thì là có ít nhất mà đầu bài cho 31 số đúng không? Vậy là có bao nhiêu số dương? Có nhiều nhất là 28 số âm, vậy có ít nhất là 3 số dương, đúng không? 31 chưa đi mà. Vậy suy ra có ít nhất 31 trừ 28 bằng 3 số dương. Đúng không? Đấy, đầu bài cho khác không rồi, đúng chưa? Đúng chưa? Nhiều nhất 28 số âm. Thế vậy là 3 số còn lại nó ít nhất là dương rồi, đúng không? Mà 3 số dương thì tổng là bao nhiêu đây? Rồi. Tổng 3 số này dương. Trái giả thiết. 3 số bất kỳ có tổng âm mà nhá. Đúng không? Trái giả thiết. Đó. Vậy là cái điều nếu này không xảy ra. Mà không xảy ra thì tức là tồn tại ít nhất 29 số âm. Đúng không? Đấy. Thì người ta gọi cái phương pháp này gọi là phương pháp gì? Đúng không? Biết. Bạn nào biết tên nhỉ? Lớp 6 học chưa nhỉ? À, phản chứng. Đúng không? Phương pháp phản chứng. Nhá. Đấy. Phản chứng. Sau đó chúng ta sẽ có chủ đề liên quan cái này. Nhá. Thì phải nói trước. Ở lớp 6 bạn đã học rồi thì học lại thôi. Đúng không? Với phản chứng. Tức là chúng ta giả sử cái điều đó không xảy ra. Đúng không? Không xảy ra. Mà nó trái giả thiết. Vậy nó phải xảy ra. Đúng chưa? Chính là nếu thì chúng ta hay nói đấy. Nếu cái này thì cái kia đấy. Đúng không? Đấy. Thế thôi. Đây là cách 1. Đây, cách 2. Cách 2. Bạn nào có cách 2 không? Cái này là thắng này, thắng làm cái này này. Bạn nào có cách 2 không? Đây là thầy giả sử này nhá. Thầy giả sử này. Giả sử 31 số. 31 số nhá. Như sau, xếp theo thứ tự sau: A1 nhỏ hơn được bằng A2, nhỏ hơn được bằng chấm 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 chấm, nhỏ hơn được bằng
A 29 nhỏ hơn bằng A 30 nhỏ hơn bằng A 31. Đấy, 31 số sắp xếp theo thứ tự tăng dần như này nhá. Đấy. Đấy, đến đây rồi bạn nào thử nghĩ tiếp nào. Em làm như nào? 31 số theo thứ tự tăng dần. Bạn nào ra nghĩ ra tiếp không? À, theo con là nếu mà 29 số âm thì là sẽ là 29 số nào? Đương nhiên là 29 số bé hơn rồi, đúng không? Đúng chưa? Đấy. Thế nếu này, ra nếu này, nếu cái A 29 này lớn hơn hoặc bằng 0. À, lớn 0 nhá, lớn 0 bởi đầu vào cháu khác 0, lớn 0. Nếu A 29 lớn 0 thì có phải ba số này đều lớn 0 không? Đúng cả lớp. Ờ, cái thằng này lớn 0 thì đương nhiên hai thằng này phải lớn 0 nhá. Từ đó ta suy ra A 30 A 31 cũng lớn hơn 0. Vậy là tổng này có lớn không không? Có. Lớn không? Ờ, nên là A 29 cộng A 30 cộng A 31 lớn hơn 0. Trái giả thiết, đúng không? Giả thiết. Thế là vậy. Cái thằng này lớn 0 trái giả thiết rồi nên vậy nó phải nhỏ hơn 0 nhá. Vậy A 29 nhỏ hơn 0. Nhỏ hơn 0 rồi thì tất cả những thằng đằng trước nó phải nhỏ hơn 0. Như vậy là đúng tồn tại 29 số không? Đúng chưa? Đó, nhỏ hơn 0 rồi nên là suy ra A1 A2 chấm 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 A28 và A29 nữa đều nhỏ hơn 0. Đó, 29 số đấy nhá. Hai cách. Ờ sao con? Cái này là làm giống cái bài trước học phải không? Đúng rồi, chuẩn đấy, con nhớ đấy. Đó. Chúng ta giả sử xếp theo thứ tự tăng dần như này. Vậy đến bài nhẹ nhàng tí nhá. Bài này chỉ làm cho thầy câu A thôi. Câu A này. Nhớ là làm xong kiểm tra số nhá. Bài này dễ bị thiếu đáp số đấy. Câu A. Nhà Nam gần đây không Nam? Nhà con gần đây không? À, con học trường cất phai thấy gì cả? Không hận à? Bây giờ xin mệnh được xong. Cũng qua trà chanh. Ôi, nó nghịch lắm. Qua ăn cơm. Bài này dạng này thầy vừa nói lý thuyết đấy nhá, tóm tắt bên này. Ok, giáp thảo, K
kiên, thương, đúng rồi. Vinh, ok. Đây, chính là phần lý thuyết ở đây này, các bạn nhé. Đây này, đúng không? Minh Khang, Thế Nam, ok. Thu Quỳnh, ok. Thanh Thanh phải chưa? Đó, đúng cái này mà. Đấy, đúng cái này cả lớp nhá. Đấy. Hai số mà có trị đối bằng nhau thì nó phải bằng nhau thôi, hoặc là đối của nhau, đúng không? Phân, được chưa? Nào, con viết đi, phải viết. Đấy, đúng đúng cái này. Trường hợp 1 là bằng nhau, trường hợp 2 bằng đối của nhau đó, là xong. Ok, đúng rồi, một cái đúng, đúng không? Còn trường nữa là xong. Viết là sẽ thấy ra ngay nhá. Còn chúng ta không viết là chúng ta cứ bị thấy nó cứ khó khó kiểu gì nhá. Nhưng viết ra lại thấy nó dễ. Đúng kiểu nhà mà dỗi bố mẹ ấy, không nói được là thấy bực không? Càng bực đúng không? Khi mà nói ra cái là lại thấy nó bình thường, hiểu chưa? Sau lớn lên có người yêu nhỉ, cứ dỗi nhau không nói nhau khổ lắm. Ok, Hữu Sơn rồi. Dũng xem lại thầy nhá. Bảo Nam, ok, Bảo Nam thiếu một đáp số rồi. À ok, Bảo Nam đúng rồi. Gia Hưng thiếu đáp số. Nào, Gia Hưng nói thầy nào, Gia Hưng. Để thầy xem là vì sao lại thiếu. Tớ ưng nói nào tớ ưng. Ừ. Cái này là em chỉ nháp theo cái công thức của thầy. Ok. Chưa ra được cái gọi là... Rồi nháp nói luôn, nháp như nào, nói luôn. Nháp được không sao? Là ta lấy 5x-4. Tờ 1 là 5x-4 bằng âm x cộng 2. Rồi, đấy. Các bạn hiểu chưa? Một số bạn sẽ viết cái này này. Thiếu dấu ngoặc nên nó sẽ bị sai. Các con hiểu chưa? Hay bị thế lắm nhá. Âm phải âm của cả cái đấy nhá. Đó, nhá. Đó, thế nên trường 1 xong, trường 2 là bằng nhau. 2 là 5x-4 bằng x cộng 2. Ờ, à, đúng rồi. Thế trường này mình làm nhanh tí nhá, chuyển vế đổi dấu đúng không? Đấy, chỗ này là bỏ ra là trừ x trừ 2, đúng không? Chuyển âm x sang thành dương x cộng 5x là 6x. Chuyển âm 4 sang thành dương 4 trừ 2 thì bằng 2, đúng không? Tức là x bằng bao nhiêu đây? 1 phần 3, 2 phần 6 phần 3. Đấy nhá. Sau này lớp nâng cao mà nhé, dần dần các bạn con làm quen với việc là làm nhanh một chút, đúng không? Đấy, tương tự đây nhá, 5xx bớt đi còn 4x, bớt lúc thì nó chuyển, lúc thì nó bớt, chưa? Âm 4 chuyển sang thành dương 4 cộng 2 là 6, x bằng 3 phần à, nhá, hai đáp số. Đấy, bạn này có một số bạn làm nhầm, chắc là do không có dấu ngoặc, chưa? Nào đấy thầy nó đúng không? Viết là ra ngay mà, đúng không?
Rồi, câu B, câu C, câu D tương tự rồi. Tí sẽ để cho một ít về nhà. Dễ không nào? Đấy, về đến cái kiểu này. Kiểu này khác kiểu trước đúng không? Kiểu này khác bởi vì là kiểu trước là trị đối nhưng cái thằng này không có trị đối này nhá. Đúng chưa? Đấy, làm thầy qua. Khác một tí xíu thôi. Bài này các con ra đa số kiểm tra lại thầy đúng sai nhé. Bằng cách là thử lại thôi. Thầy vừa giấy nhìn thấy một bạn ra là có một đa số đúng, một đa số sai. Bài này chính là đây, đúng chưa cả lớp? Trị tương đối của x bằng a thì x bằng cộng trừ a. Đúng rồi đấy không? Phương A xem lại nhá. Đức Thắng ra bao nhiêu đây? 1,5 1,5 Đức Thắng xem lại nhá.
Giáp Thảo đúng rồi. Huyền Thương hình như nhắn nhầm với Thương ạ. Huyền Thương nhắn nhầm một chút đấy. Minh Khang cũng thừa đáp số. Đó, bạn nào ra hai đáp số là thừa. Ra một đáp số thôi. Rồi, được một cái, đúng không? Lại hai trường hợp đó. Phải viết ra, Thanh phải viết ra, Nam phải viết ra. Nào, con viết được trường nào chưa? Đó, lười viết. Nào, viết thêm một trường hợp đã. 1 phần 2x bằng 3 trừ 2x nào, con tìm x nào. Đó. Đó, cứ viết một trường hợp đi, đúng không? Mà xong rồi đừng ngoặc dài, viết luôn trường hợp 1 như vậy nhé. Nào, tìm x cho thầy nào. Ok, trừ 1, rồi. Bằng 3 trừ 2x, đúng không? Nam Khánh tính lại nhá, gần đúng Nam Khánh ạ. Đức Thắng hình như là Đức Thắng chia nhầm con ạ. Đức Thắng chia lại thầy nhá, cũng gần đúng rồi đấy. Thầy đoán là con chia nhầm. Rồi, Bảo Nam, Huyền Thương. À, Huyền Thương thường một đáp số. Thảo đúng rồi. Rồi, Khang nhắn lại thầy đúng rồi. Bảo Nam đúng rồi. Thế Nam thừa đáp số. Chí Kiên đúng rồi. Ngọc Dung tính lại nhá. Hoàng Anh chưa đúng. Thu Quỳnh đúng rồi. À, Thế Vinh tính lại rồi nhá. Hữu Sơn đúng rồi. Ở nhóm này ít thế. Các anh dồn hết sang vòng này anh. Ừ. Các nước này, nhóm Zalo khác nhau, gửi ID khác nhau, các anh sao biết được? Rồi, Nam Khánh, đúng rồi. Trọng Nghĩa tính kiểu gì ra một nhỉ? Nghĩa thử tính lại thấy nào. Diệu Linh nghe chưa con? Diệu Linh à? Hương Giang nào? Hương Giang ơi. Hương Giang biến đổi cho thầy trường đầu tiên nào, Hương Giang. Alo, Giang ơi. Giang nghe được thầy nói không? Giang lại không nghe được nhỉ. Phương nào? Lam Phương. À ok, rồi, con biến đổi đây trường đầu tiên của con là gì? Trường 1 là gì? Rồi, trường 1 là cái này bằng chính nó, đúng không? Đúng chưa? Trường 2 thì bằng số đối của nó, đúng không? Nhưng con lưu ý là ban nãy thầy lấy ví dụ ấy, để mà nó tồn tại thì chia đối luôn lớn bằng không mà, nên cái A này phải lớn hơn được bằng không. Vậy chúng ta phải có điều kiện là gì? Là cái này lớn bằng không, đúng không? Được chưa? Thì chúng ta mới làm được, đúng không? 3 trừ 2x lớn hơn bằng 0. Con hiểu không? Bởi vì nhỏ nó không làm sao mà tồn tại được, đúng chưa? Đấy, nên là đây là điều kiện này. Thì chúng ta sẽ biến đổi phi ra, chuyển vế nhá. Chuyển sang thì nó nằm bên vế nhỏ hơn bằng, đúng không? Nhỏ hơn 3 phần 2. Đấy, các bạn đặt cho thầy đây là điều kiện 1. Đấy. Sau đó thì mới làm trường hợp 1. Trường 1 nào, Phương nói tiếp thầy nào. 1 phần 2x bằng 3 trừ 2x. Con biến đổi nốt cho thầy cái này. Phương ơi. Con thầy là
À đúng rồi. Chuyển vế đổi dấu đúng không? 1 phần 2 cộng 2 là 5 phần 2x bằng 3. Đúng không? Đó, từ đó ta được x bằng 3 chia 2 phần 5 bằng 6 phần 5. Đó. Còn để 6 phần 5 được, để 1,2 cũng được nhá. Đấy, nên ban nãy có bạn nào ghi 1,5 có thể là bị chia nhầm chỗ này này nhá. Đấy, các con thấy là nó nhỏ hơn 3 phần 2 không? Có, đúng không? Có nhá. Đấy, nhỏ hơn 3 phần 2. Đấy. Cái này nhỏ hơn 3 phần 2. Thỏa mãn 1. Ok, nhá. Đó. Nó phải thỏa mãn điều kiện. Trường 2. Trường 2 là gì nào? Chi nào? Chứ hai là gì con? Chi ơi. Có. Cánh chi? Cánh chi ơi. Trung nào? Kiên trung. Chứ hai là gì con? Kiên trung. Trung ơi. À ờ con nói đi. Trường 2 là gì nào con? 1 phần x bằng gì? 1 phần x bằng 3 âm 3. Âm gì? Âm 3 cộng 2. Trường 2. Rồi. Âm đúng không? 3 trừ x viết bình tĩnh nha, đúng không? Nào con phá ngoặc cho thầy bằng gì nào? Bằng âm 3 cộng 2. Đúng rồi, âm 3 cộng 2 x. Nào. Chuyển cái nào sang nào nào? Bằng 1 phần 2 x trừ 2 x. Rồi, con chuyển sang đây đúng không? Hoặc là hoặc con chuyển sang đây cho nó bé này, con hiểu không? Nhá, hai cách chuyển đều được nhá. Chuyển âm 3 sang đây thì thành dương 3. Chuyển 1 phần 2 sang đây là 2 x trừ 1 phần 2 x. Đó. Bằng 3 phần 2 x đúng không? Nên x bằng 3 chia 3 phần 2 x bằng 2. X có thỏa mãn này không? Không thỏa mãn 1 đúng không? Đó, 2 lớn hơn mà nhá. Vậy chúng ta chỉ có đáp số là gì? X bằng 6 phần 5. Đây, đáp số này đây. Đấy, bởi vì nó thỏa mãn. Đấy, các con lưu ý nhá. Dễ đấy nhưng mà dễ bị nhầm thôi. Hãy hiểu không hãy? Hân. Đó. Những cái câu sau này thì đúng là tương văn tự không? Tương văn tự đúng không? Chắc chắn nhá. Tí thầy sẽ cho một câu về nhà thôi. Một ý về nhà để chúng ta luyện. Đấy, à, về đến cái kiểu này. Kiểu này thì nó không giống hai kiểu trước đúng không? Kiểu trước là hai cái biểu thức bằng nhau, còn kiểu này là tổng hoặc hiệu, tổng. Tổng. Thực ra hiệu vẫn là tổng nhá. Tổng hai biểu thức bằng một số. À ok. Rồi, chúng ta làm câu A nhé. Câu B thì thôi. Ừ, sao con? Thầy, bỏ số xe này. Sao chị đốt x trừ 3 bằng chít là sao thầy? À, đây nhầm đấy. Bằng 9, nhá. À, file nó bị nhầm, đưa lên slide bị nhầm.
Đấy, câu A nhá. Đây, bây giờ thầy phân tích qua tí nhá. Đây là cái dạng tiếp theo đúng không? Nếu bạn thấy này, nguyên tắc của chúng ta là chúng ta phải làm mất dấu giá trị tuyệt đối đúng không? Giống như đây này, đây nó phải mất không? Mất đúng không? Đây có phải mất không? Đó, mất nhá. Đấy, làm biến mất đi. Đây đấy, chúng ta phải là biến mất. Mà muốn biến mất thì phải xét nó âm và dương, đúng chưa? Xét âm dương nhá. Đấy, bây giờ chúng ta xét âm dương thì các con phải là xem 2x trừ 6 dương khi nào và âm khi nào, đúng không? Thì chúng ta phải làm nào? Đây thầy nói lại cái này nhá. Ví dụ 2x trừ 6 này, 2x trừ 6 các con thấy là lớn bằng 0 khi x lớn bằng mấy? Chuyển 6 sang chia đôi, x lớn bằng 3, đúng không? Đó. Tương tự nhá, x cộng 3 lớn bằng 0 khi x lớn bằng âm 3. Thế vậy là nó có hai cái điểm đặc biệt ở đây, đó là âm 3 và 3. Thì các con nhìn trên trục số thầy nhá. Số này. Âm 3 này. 3. Đấy, đúng không? Âm 3 và nhá. Thì đây, ví dụ lớn hơn hoặc bằng 3. Đúng chưa? Thì cái thằng này nó lớn bằng 0. Đúng chưa? Nhưng còn đây lớn bằng âm 3 thì cái thằng biểu thức số 2 nó lớn hơn hoặc bằng 0. Đấy. Nhưng còn đây nếu nhỏ hơn 3 thì biểu thức này là âm. Còn cái này nhỏ hơn âm 3 thì biểu thức này cũng là nhỏ hơn hoặc bằng 0. Thế vậy là chúng ta sẽ có những trường hợp sau. Các con nhìn này. Âm 3 này. 3 này. Chúng ta có những cái xét những trường hợp sau. Trường 1 là từ đây đến đây. Đúng không? Trường 2 từ đây đến đây. Và trường 3 là từ đây đến đây. 3 trường hợp nhá. 3 trường hợp. Thì các con sẽ đầu tiên chúng ta phải tìm những điểm đặc biệt đã. Bằng cách là xét nhá. 2x trừ 6. Điểm đặc biệt ở đây là cho bằng 0 đi. Đúng không? Các con sẽ tìm được x bằng 3. Dạ. X cộng 3 bằng 0. Các con sẽ tìm được là x bằng âm 3. Đấy. Có hai điểm đặc biệt. Thì chúng ta sẽ, đây các con vẽ thầy cái này để sau này không còn vẽ đâu, nhưng mà con vẽ để chúng ta hình dung là có mấy trường hợp. Mấy trường hợp. À, bây giờ trường hợp 1. X lớn hơn hoặc bằng 3. Wow, x lớn bằng 3. Đây thầy viết cả 3 trường hợp đây để tí chúng ta hình dung nhá. Trường hợp 2. Từ âm 3 đến 3. Âm 3 nhỏ hơn hoặc bằng x, nhỏ hơn hoặc bằng 3. Và trường hợp 3. Nhỏ hơn hoặc bằng âm 3, đúng không? Nào, đã đủ 3 trường hợp chưa? Nhá. Đủ không? Đó. Người ta thử trừ 1 này. Trừ 1 x lớn bằng 3. X lớn bằng 3. Thì các con thấy là thì đúng là cái này lớn bằng 0 không? Đúng không? Và cái này lớn bằng 0. Đó. Vậy là ta có hai cái là 2x trừ 6 lớn hơn bằng 0. X cộng 3 cũng lớn hơn bằng 0. Lớn bằng 0 thì bỏ dấu giá trị tuyệt đối được không? Bỏ rồi, bỏ bình thường ra, không cần đổi dấu nhá. Đó. Nào, bây thầy gọi một đoạn cùng làm cùng thầy nốt nhá. Mạnh nào, hôm nay có Mạnh không nhỉ? Mạnh ơi. Hôm nay à? Rồi. Đó. À, Mạnh hiểu thầy phân tích thành 3 trường hợp này chưa? Em hiểu rồi. Rồi, thì bây giờ trường 1 x lớn 3 thì 2x trừ 6 lớn bằng 0, x cộng 3 lớn bằng 0. Bây giờ con từ đó cái biểu cái đẳng thức đề bài cho nó trở thành gì nào? Hai
2x trừ 6 bằng 0 và x cộng 3 bằng 0 ạ. Ừ. Đây nhá, đây là lớn bằng 0 thì con bỏ dấu giá trị đố đi con được gì? Được gì đấy? Lớn bằng 0 thì trị tự đố của nó bằng bằng chính nó. Đúng không? Bằng chính nó nhá. Vậy đây cái này bằng gì nào Mạnh? Bằng đố này x trừ 6. Phải là 2x trừ 6 và x cộng 3. Đúng rồi. Đó. 2 trừ 6 viết lại cộng x cộng 3, đúng không? X cộng 3. Và vế phải nó vẫn bằng bằng 8. Nào, các con hiểu này chưa? Đó. Thì đây có phải là phá dấu giá trị đối không? Đấy nguyên tắc của chúng ta phải bỏ dấu giá trị đối đi thì chúng ta mới tìm được nhá. Bỏ này. Bỏ này, đúng không? Bỏ này, bỏ này. Đấy. Bỏ. Đó, đến đây thì trở thành bài toán x rồi. 2x cộng x là 3x. Đúng không? Nhẩm nhá, trừ 6 cộng 3 là thành trừ trừ 3. Trừ 3 chuyển sang thành dương dương 3. Dương 3 cộng với 8 là thành 10 11. Đấy, dần dần tôi học cái nhẩm để cho nó nhanh, đúng không? Đỡ phải viết. Rồi, từ đây thì con thể tính được x bằng nhiêu đây? 11 phần 3. Đến đây phải làm gì nữa đố các bạn biết? Ai biết nào? Đến đây liệu 10 phần 3 xong chưa? À đây. Chúng ta đang xét trường hợp này các con này. Đó. Chúng ta phải xem nó thỏa mãn đúng lớn hơn 3 không? Nhá. Lớn hơn 3 không? Có. Lớn hơn 3. Vậy là thỏa mãn. Nhá, thế còn nếu như nhỏ hơn 3 thì lại là không thỏa mãn đâu, giống bài ban nãy thường nghĩa x bằng 2 nhá. Xong trường 1 đúng không? Trường hợp 2. Trường hợp 2 là âm 3 nhỏ bằng x nhỏ bằng 3. Ta xem 2x trừ 6 và x cộng 3 âm hay dương. Đúng không? Ừ. Ngọc Dung nào? Đúng rồi. Con đây ạ. Rồi. Nào, con xem đây trường hợp này là x nằm từ trừ 3 đến 3 nhá. Thì hãy trừ 6 âm với dương. Không âm hay không dương nào? Theo Dung. Hai x trừ sáu, x nhỏ bằng ba thì hai x trừ sáu nhỏ bằng mấy? Đúng. Đúng. Cứ mạnh dạn nói con. Nhá. Đây thầy phân tích nhá, nhỏ bằng này, x nhỏ bằng ba đúng không? Nhỏ bằng hai nhân ba trừ sáu, này bằng không. Vậy nhỏ bằng không, được chưa? Đó. X lớn bằng ba. Nên lớn hơn bằng âm 3 cộng 3. Âm 3 cộng 3 chính là bằng 0. Thế vậy là mình có thằng này âm, thằng này lớn nhỏ bằng 0, thằng này lớn bằng 0. Vậy là có bỏ được dấu trừ đối không? Bỏ được đúng không? Nào, hơn. Bỏ được thì ta có gì nào? Nào, cái này viết lại cho thầy cái đẳng thức được bày cho. Ừ. Không phải. Đây là trị đối, bỏ ra là thành gì? Bỏ ra thành gì? Khi nó âm, đây, nó âm, à nó lớn nhỏ bằng 0 thì bỏ ra nó thành gì? Ờ, à, đúng rồi. Nó thành số đối của nó, đúng không? Thành số đối nhá. Thì các con viết cho thầy. Số đối tức là trừ, đúng không? 2x trừ trừ 6. Đúng chưa? Đó. Thành số đối nhá. Thế còn x cộng 3 lớn bằng 0 rồi thì là bỏ bình thường. Cộng x cộng 3.
bằng 8. Nào, bước này cả lớp hiểu chưa? Thanh hiểu không Thanh? Dung ok chưa Dung ơi? Dung. Dạ. Ừ. Rồi đến đây thì trở thành bài toán rất bình thường rồi đúng không? Nào, bỏ dấu ra nhá, trừ 2x. Trừ trừ 6 thành cộng 6 cộng x cộng 3 bằng 8. Nhẩm nhỉ. Trừ 2x cộng x thành trừ trừ x bằng 3 cộng 6 là 9. Chuyển sang là âm 9. 8 trừ 9 là âm 1. Vậy x bằng mấy? Bằng 1. Nhá, bằng 1. 1 thỏa mãn không? Thỏa mãn luôn. Được chưa? Thỏa mãn luôn. Đấy, vậy chúng ta có một cái thỏa mãn, hai cái thỏa mãn, đúng không? Chưa ba. Chưa ba. Phương Mai, chưa ba là gì con? Phương Mai nào, chưa ba là gì nào? Đấy, thì đã tóm tắt ba trường hợp đây rồi. Đó, Phương Mai, chưa ba là gì? Alo. Mai ơi. Nó bị ao ấy. Mai ơi, Mai nghe được thầy nói không Mai? Mai ơi. Không thể. Thiên Ân nào, Ân nói trước nào. Ân nào. Ân ơi. Ờ, con nói đi, chưa ba là gì? Đúng rồi, x bé hơn 3. Con cứ mở mic nhá. Rồi. Đấy. Bây giờ con xem là 2x trừ 6 và x cộng 3 so sánh với 0 nào. Nào. Cái này là nhỏ mà không hay lớn bằng 0. Ân. Đúng rồi. Nhỏ hơn bằng âm 2 nhân âm 3 là âm 6. Âm 6, âm 6 nó âm 12, đúng không? Thì đương nhiên nhỏ hơn không. X cộng 3 thì sao? Cũng vậy, nhỏ hơn bằng 0. Nhá. Vậy là cả hai cái này đều nhỏ hơn bằng 0 rồi. Vậy có bỏ được chịu đối không? Bỏ được, đúng không? Đó, ta suy ra bỏ được. Nào. Âm thì chúng ta lại bằng như này, đúng không? Bằng đối của nó, đúng không? Hoặc các con làm nhanh. 2x trừ 6, ngược của nó là 6 trừ 2x. Nhá, đúng không? À, chúng ta làm quen dần việc đấy nhá. 6 trừ 2x. Rồi. Cộng x trừ 3, đối của nó là trừ x trừ 3. Trừ x trừ 3. Đấy, còn không chúng ta cứ làm ngoặc bình thường. Bằng 8. Đúng không? À, đến đây. 6 trừ đi 3 là thành 3. Đúng không? 3. Nhá, rồi thầy viết bình tĩnh nhá. 3. Trừ 2x trừ x thành trừ 3x bằng 8. Đúng không? Đó, sau đó ra suy ra. Chuyển sang nhá. 3 trừ đi 8 là bằng 5. Vậy là x bằng trừ 5, đúng không? Trừ 5 phần 3. Ta xem trừ 5 phần 3 có thỏa mãn nhỏ này không? Không, đúng không? Trừ 5 3 lớn hơn âm 3. Lớn hơn âm 3. Loại. Đấy. Vậy là nó có trường bày loại này các con này. Đấy. Vậy chúng ta kết luận. Chúng ta được là x thuộc tập hợp 1 và 11 phần 3. Đấy. Hoặc chúng ta có thể viết là x bằng 1 hoặc x bằng 11 phần 3. Đấy.
nhiều cách viết nhá. Rồi xong. Đấy, vậy tư tưởng bài này là chúng ta phải chia các trường hợp để mà chúng ta bỏ dấu giá trị tuyệt đối, các con hiểu không? Nào, còn ai chưa rõ lờ mờ gì cũng có hỏi nhá. Đó. Chúng ta hỏi chúng ta mới nhớ được. Hai anh. Đó. Thế bây giờ thầy, ví dụ như bài... chỗ này vẫn nhìn được nhỉ? Đây, thầy xóa phần này đi nhá. Phần kia có thể nhiều bạn chưa chép xong. Lớp 6 các bạn học mà lập bảng xét dấu chưa? Nghe quen quen không? Hả? À, Hải nghe quen không? Ờ. À. Hải, Hải có lập bảng xét dấu Hải nghe quen quen không? Có hả? À? Ok, rồi. Rồi thế tuần sau thầy nói lại bởi có bạn thì chưa biết nhá. Đây, bây giờ vẫn tư tưởng bài này thì hỏi các bạn như này. Đấy để chúng ta biết khi nào xét âm dương. Ví dụ biểu tức là 3x-7. 3x-7 nhá, trị đối của nó này. Thì chúng ta chỉ cần tìm điểm đặc biệt của nó là 7 phần mấy đây? 7 phần 3, đúng không? 7 phần 3, đúng chưa? À, 7 phần 3. Thì khi mà chúng ta thấy x lớn bằng 7 phần 3. Lớn bằng đúng không? Nên là 3x lớn bằng 7. 3x-7 sẽ lớn bằng 0, được chưa? Đấy. 3x-7 lớn bằng 0. Đấy. Mà đã lớn bằng 7/3 mà đã lớn bằng 0 rồi thì chắc chắn nhỏ hơn 7/3 thì nó là phải nhỏ hơn hoặc bằng 0. Được chưa nào? Bằng 0. Đấy. Vậy là tóm lại ở đây là chúng ta xét cái điểm đặc biệt ở đây nhá. Các con hiểu chưa nào? Thế bây giờ tình huống hai điểm đặc biệt thì sao? Hai điểm đặc biệt. Ví dụ là trị tuyệt đối của 3x-6. Một điểm đặc biệt nữa là trị tuyệt đối của x-1 chẳng hạn, đúng không? Thì đây, chúng ta có điểm đặc biệt đầu tiên là x bằng mấy? X bằng 2. Đấy, điểm đặc biệt đây là x bằng 1. Bằng 1. Thì các con vẽ cho thầy cái này. Đấy. 1 2, chúng ta có 1 khoảng, đúng không? 2 khoảng và 3 trường hợp. 3 trường hợp, đúng chưa? Đấy. Ví dụ đây, thầy lấy ví dụ một trường hợp. Trường hợp đầu tiên, thầy lấy trường hợp ngược lại đi. Đây. Lấy từ đây đây, 1 đến 2, đúng không? Đây ta xem là âm hay dương nhá. Âm hay dương. 3x-6. Đây. 3x-6 điểm đặc biệt nó là 2. Con hiểu không? Nên chúng ta phải bám cái này nhá. Nhỏ bằng 2, tức là cái này nhỏ bằng 6. Nhỏ bằng 6 tức trừ 6 nhỏ bằng 0. Đúng chưa? Đó. Thế còn x-1. X-1. Điểm đặc biệt x-1 là 1, đúng không? X lớn bằng 1 thì đương nhiên lớn bằng 0. Thế nên là bỏ trị đối được không? Bỏ được. Được chưa? Đấy. Thì buổi sau chúng ta sẽ có luyện tập nó không chỉ là 2 mà có thể là 3 là 4 thoải mái nhá. Và khi đó sẽ có một cách nữa là dùng bảng lập cái bảng dấu giá trị, bảng xét dấu thì nó đỡ bị đỡ dài hơn cái này, các con hiểu không? Còn nếu làm như này được, làm này đỡ bị nhầm hơn nhá. Đấy. Rồi bây giờ các con tích cho thầy những bài tập sau về nhà nhá. Câu 3 này. Câu 9B. Câu 10C. Đấy. Và câu 11C.
Đấy, riêng câu 11C các con sửa cho thầy cái này nhá. Được chưa? Trị đỗ x trừ 3 bằng 9 nhá. 10C. Thế còn ngoài ra thì câu 5 là thầy khuyến khích thêm nhá. Khuyến khích thêm này. Câu 5. Nhá, câu 5. Đấy, câu 5 hơi khó một chút, được chưa? Khuyến khích thêm nhá. Rồi, vậy bài học hôm nay là nó liên quan việc là làm sao để bỏ dấu giá trị đối, con hiểu không? Đấy, vì thì sau này không những là những cái bài đó, những cái bài có thể nó không phải là tìm đích mà là tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, cũng nguyên tắc là bỏ dấu giá trị đối nhá. Rồi, chúng ta nghỉ nhá. Đấy, riêng câu 5 này khuyến khích các bạn làm thêm nhá. Ok.